Tiếp theo. Chào anh. Dạ, rồi mời anh ngồi. Ngày hôm nay anh tới đây cùng với ai? Dạ, em đi với ông chú anh. À, ông chú hả? Dạ. À, rồi con mời chú. Dạ. Dạ, rồi con mời chú. À, có nhiều khi anh nói cái gì mà khó thì có gì con hỏi chú ha. Được. Dạ, ngày hôm nay chú và anh tới đây từ đâu ạ? Em đến từ Tây Ninh anh À, đến từ Tây Ninh ơi. hả? Dạ. Em thấy anh nói chuyện cũng khá là khó khăn, thì không biết là thế nào, anh chia sẻ giùm cho em chút xíu nào. Em bị tật nên đồng loại nó kiểu tất cả tập gọi là đấy là chỗ học ấy thì cũng ở gần chỗ nhà tôi thôi nhưng cách xa, À. tại vì tôi có học đây thì nói chung là cũng bị cái bệnh bẩm sinh, nhưng Nhà. mà trong khi đó nó có cái rất chất tài ở Nhà. cái chỗ là một mình cũng độc đẽo, là cũng làm những cái đồ mộc mà để nói chung là cuộc sống là nuôi đủ tâm cho À, bản có thân, nghĩa là anh tự làm kiếm tiền được. tự làm kiếm tiền được. Dạ vâng. Đó. Thì cũng muốn là kiếm một nửa để làm sao vợ chồng dựa dẫm nhau có với nhau. Thì chú với anh đây là có quan hệ như thế nào? Không không có họ hàng gì cả. À, không có họ hàng, là hàng xóm Tại hả? nó cũng nó còn cách xa nhà tôi nữa, tại vì À, là vậy hả? trước đây là tôi có tham gia công tác của địa phương á, thì Dạ. cũng nằm ở trong cái địa bàn của tôi thì tôi biết À, vậy ha. thế thì từ đó thấy là nó cũng rất là thật thà, cũng chịu khó làm rồi thì nhà cửa cũng đầy đủ hết rồi. À, vậy ha. Rồi thế thì bây giờ chú giới thiệu cho con xíu nào, là anh tên đầy đủ là gì và bao nhiêu tuổi ạ? Tên là Tạ Văn Hậu. Tạ Văn Hậu. Bao nhiêu tuổi à? Dạ, nay 38 tuổi. Ba 38 tám tuổi tuổi ha. dạ dạ 84. À, 84 Dạ ha. em dạ dạ Ở nhà chắc cười suốt ngày dạ ha. cái hạt thở thôi nghe dạ. Cũng tham gia đá banh đá bóng thứ Ô, cũng đá banh được à? dạ đá Hay banh đấy, nó có chạy được không? à, được Được. không dạ dạ Rồi, Hậu hôm nay tới với chương trình là muốn bày tỏ điều gì này? là muốn trước tiên là chúc anh thân nguyên về cô chú bạn bè anh chị em thân nguyên là có một sức khỏe dồi dào, rồi gặp nhiều may mắn không À, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ha. rồi chúc cái là còn về đây thì muốn nhờ anh thân nguyên là kết nối cho tình cho một nửa yêu thương À, tình chung một người yêu thương. À, nhưng mà anh hỏi này, nói chung là về cái cơ thể nó hơi ấy một chút xíu vậy thôi, chứ còn các chức năng khác vẫn hoạt động bình thường đúng không? Dạ đúng, hoạt động bình thường. Ngon lành không? Dạ ngon lành. Ngon lành. Thử chưa? Dạ. Hả? Dạ, nói như thế cũng ok. Cũng phải hỏi, bởi vì Dạ đúng, là dạ dạ dạ. bây giờ đang trẻ mà phải hỏi cái vấn đề đó Dạ chứ, đúng đấy, có đúng phải không? không? Dạ, sự thật, vấn đề sự thật. Dạ, Ok đúng không? ok. Chắc Dạ dạ. Dạ, không? Nhưng mà nghe Hậu nói hình như là tiếng miền Trung đúng không? dạ em Quảng Trị. À, người Quảng Trị Dạ hả? còn đi vô Tây Ninh đây được cái này năm nay là 16 năm. À, đi vào Tây Ninh được Dạ 16 năm dạ rồi. về qua đây 16 năm. Vậy Dạ ha. dạ. Rồi trước tới giờ đã thương cô nào chưa? À, có mà kiểu là có thương thì có thương nhỉ, đi học lúc cũng có thương, thương gọi là mình thương thầm như trụ mới chứ còn có dám À, bày tỏ rồi. Nhưng là mình thương cô đơn thôi. hồi đi học ấy, là cũng có thương, Dạ đúng. nhưng mà thương đơn phương ha. Đơn phương có. À, Dạ. nhưng mà hồi đó người đó có biết không? Chắc họ không biết. Chắc không biết Dạ, hả? mình yêu thì phải thương chứ họ không biết đâu. À, Dạ. mình chỉ thương vậy thôi chứ làm Đó là sao họ mình biết. đã được mình thương là mình thương qua do mình thấy mình thương thôi. Thì còn À. người ta đâu có hiểu, mình đâu nói đâu mà hiểu. Dạ, người ta không nói. Là từ cái hồi đang đi học á, là có thương vào một người vậy, rồi sau sau này sao? Hôm nay thì nó hết cấp 2 rồi thì mỗi đứa mỗi người được thôi. Cho tới bây giờ là chưa có thương ai. Dạ chưa thôi. Đây là chưa vừa coi nhé. Thế rồi động lực nào đã đưa Hậu tới đây nào?
thì cũng nhờ chú đây rồi chú thiếu cho rồi em cũng thông qua YouTube em cũng lên em coi rồi thấy cũng hay 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 hả? Dạ, hay hay rồi chú về động viên mấy anh em ở miền thì cứ đi đi cố gắng đi rồi, rồi nhiều khi được coi thì không ai biết chú đang mới đang mới dạ đi cho biết Cần Thơ rồi thế nào bên là bên Ninh Kiều thế nào đi cho biết Cần Thơ và bên Ninh Kiều dạ, như đi cho biết dạ, đúng, đi cho biết ra rồi còn được là từ được được là coi số phần rồi thì giờ khó lắm đi về thôi chứ mà 50-50 thôi 50-50 hả dạ là có nghĩa là đi thì đi vậy thôi nhưng dạ, mà cũng đúng. Chưa biết được đúng không? À đúng, hên chui nên được. Dạ rồi gì nữa, ngồi yên thôi. Rồi hỏi Hậu này. Dạ. Trong gia đình Hậu thì có tất cả là mấy anh em? Dạ, 8 anh em. 8 anh em. Dạ. Rồi có ai bị giống như Hậu không? À, không, mình anh. Ừ. Rồi dạ, Hậu là người thứ mấy? Con thứ mấy? Người thứ 7. Thứ 7. Đằng sau có một cái em út này, tự dân. Ừ. Khỏe mình. Tại em bệnh nữa nhưng mà em là nếu tính là không phải tất cả cao mà em bị cái lúc mà năm 83 lụt là cái lụt năm 53 ở quê hương cái lụt đó năm đó là bể cái đập trong cùng phụ trì nữa bắt đầu nước bạc nó đừng nó về bắt đầu bà già em có thai thì bà nước bạc bà đầm nước bạc đó à nữa em là hồi là, năm 83 đúng là 83 đấy luôn là tức là cái đập trong Quảng Trị bể à. Bắt đầu nước bạc anh dùng bên nước bạc độc rồi anh biết anh nhớ anh mình đúng luôn rồi để anh thuật lại nha dạ 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 là có nghĩa là năm 83 dạ. Là bị vỡ cái vỡ đập cái đập cái đê đó ha vỡ đập dạ vỡ đập đó năm đó là dạ. Mẹ đang mang bầu dạ, bầu luôn cho nên dạ. Là mới bị nhiễm cái nước bạc dạ dạ mới bị nhiễm cái nước bạc dạ 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 rồi sinh ra Hậu rồi mới bị vậy dạ 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 bị vậy đó nhân hên hên là cái đồ óc còn tốt, đồ óc hên là đồ óc vẫn tốt. Cô rồi dạ. Dạ. Cô nên... nào mà về ở với Hậu chắc cười suốt ngày này. Dạ, không biết cười khóc không biết. Ngồi cười hay khóc. Nhưng mà nếu như mà lấy vợ về thì có thương vợ không? Nó chắc phải thương, người ta thương mình phải thương người ta. Thì giờ anh thì mình nói cái đâu chứ không lên nỗi đâu mà tức là cái não còn tốt não tốt dạ bây giờ cái công việc của Hậu mới nghe chú chia sẻ là Hậu nhà làm mộc đúng không dạ thì cái sản phẩm mà mình làm ra đó thì thường là những cái món đồ giống như thế nào nói chung là em làm nó cũng hơi bị đen đó là cái đục tường Di Lặc có này tường Di Lặc hả dạ đặt ma có này đặt ma dạ quan công cũng có này quan công dạ được Phật Bà Quan Âm cũng có Phật này. Bà Quan Âm. Dạ. Rồi nói chung là bàn ghế gốc cây cũng làm được. Ừ. Dạ. Khéo tay ha. Dạ. Cũng cố gắng làm nhưng mà khéo chưa khéo. Cũng cố gắng làm. Dạ. Nhưng mà mình làm riêng cho mình hay là mình làm cho người ta? Dạ, hiện tại là làm riêng, nhận hàng về mình làm riêng cho mình. Ừ. Thế rồi có cái hình ảnh nào của những cái sản phẩm đó không cho xem qua? Có mà em điện thoại để nhà rồi. À, em mang theo người bảo quan mang theo anh chỉ mang cái đến để gọi thôi. Rồi bây giờ con quay qua chú cho con hỏi chút xíu này. Dạ. Dạ. À, vậy là chú ở gần nhà của Hậu đây. Rồi chú thường là chạy đi chạy lại với Hậu hay sao? Không, nó cách nhau khoảng 3 cây. 3 cây. Ừ. À, nhưng mà cái nhân duyên nào lại ngày hôm nay chú lại đưa Hậu đi? Tại cả của chú nữa. Tức là bây giờ chúng nói như thế này này, dạ. Trước đây là chú có tham gia công tác xã hội. Dạ. Làm trưởng lớp á. À. Thì cái một cái xóm tức là cái khu vực miền Trung đó thì nó là thuộc của nông trường bây giờ nó hợp vào cái một cái xã đó thì nó lại nằm trong cái ấp của chú đấy, cho nên là từ đó bắt đầu nó mình quen biết đó thì đó thì thường thường trước đây nó hay đi lại hôm nay bây giờ thì chú mới nghỉ thì sau khi mà chú nghe Hậu bày tỏ muốn tìm một ý trung nhân như vậy đó thì chú thấy sao? Chúng cũng rất mong muốn cho nó bởi vì thật sự ra mà nói thì nó là con người rất là thật thà. Yeah. Ừ, nếu mà được mà người làm mà thương mà có cái duyên được cái tốt. Yeah. Vì ở đấy trên đó thì ngay nó cái điều kiện ở trên đó nó có cái chúng thấy rất là thuận lợi. Chẳng hạn là đơn giản ví dụ như nó cũng đủ cái điều kiện cuộc sống của nó đủ sống rồi. Hai nữa trên đó là làm cái việc gì cũng dễ. Khi mà bán vé số bên trên các thứ ngày cũng tháng cũng kiếm ngày kiếm 200-300 là có chuyện đơn giản bởi vì dưới này nó lên trên nó rất đông thì nói chung là mọi cái thứ thì nếu mà được nhờ cái chỗ Thành Nguyên mà kết nối được có chị em nào mà có mở rộng vòng tay mà thương yêu được đến nó thì cái đó là điều hết sức là quý vâng
Lúc nãy con nghe chú nói là Hậu đã có nhà. Là nhà này là em Hậu tự cất nhà luôn hay là có sự hỗ nhà, trợ? Nhà này của nhà nước. À, anh chị tỉnh Thương. Ở anh chị cho đất. Anh chị cho đất. Anh chị cho đất. Nhưng mà nhà này là nhà tình thương hay sao? Nhà đại đoàn kết. À, đại đoàn kết. Đó, to lắm. Là cùng góp nhau chút chút. Rồi các anh các chị có hay chạy qua chạy lại với Hậu không? Dạ cũng có. Có hả? Thì đi làm thì động mình qua chơi để động viên. À, qua chơi động viên hả? Dạ. Có ăn uống luôn vẫn cho ăn. Rồi ngày hôm nay Hậu mong muốn các cô gái mà đến với Hậu là như thế nào nào? Bày tỏ xem nào. Nói chung thì cũng mong là người ta thương mình đi. Người ta thông cảm mình. Dạ. Nhưng mà mong muốn từ độ tuổi từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Độ tuổi thì chắc là nhưng mà cái độ tuổi thì em từ 45 trở xuống từ 40 trở xuống 25 trở lên. À từ 40 trở xuống mà từ 25 trở lên. Dạ dạ. Nói chung dễ chút cũng được nhưng mà được thì cũng cao lên chút cũng được. Nên mới đâu mà hợp tuổi hợp tuổi mình được. Mình thương mình là hợp tuổi. Hợp tuổi hả? Hợp tuổi được. Vậy rồi cái tuổi nào là hợp? Ví dụ như là cái tuổi của anh tuổi tí thì là tuổi hời chẳng hạn. Tuổi hời. Hoặc là tuổi hời chẳng hạn là có thể được. Hoặc là gặp tuổi tuổi sửu. Dạ dạ. Nhưng mà nếu như mấy cái độ tuổi đó mà người ta không có thương mà độ tuổi khác thương thì có được không? Chắc không. Chắc không hả? Dạ bây giờ em luôn em. Ồ. Dạ là tức là lại vừa về. Vợ quan em vừa là người phong thủy mà phong thủy lớn nhất đời của mình mà nó như hợp tuổi là con hợp tuổi lại đến nó bụng bụi rồi thì khổ khổ cả hai rồi sinh con có nghĩa là dạ. Lấy tuổi mà hợp á dạ, thì tuổi. Về dạ, mình vui dạ, vẻ dạ, mình dạ, hạnh phúc dạ, còn mà không có dạ, hợp á là về dạ, là bê đổ bể là cực đổ bể là rồi khổ cả hai là khổ cả hai nữa đúng rồi em con em nữa thế rồi thì nói luôn đi. Bây giờ mong muốn cái độ tuổi là tuổi hợi này, dạ. Tuổi sửu này, dạ. Rồi tuổi gì nữa? Tuổi tí cũng tuổi được. Tuổi tí cũng được. Tuổi tí cũng được. Tuổi tí cũng được. Rồi tuổi gì nữa? Hãy là sửu, hợi, tí, dân. Dân. Dạ, muốn lên bây giờ muốn tuổi đó. Còn ngoài 4 tuổi đó thôi. Dạ, dạ. Còn lại là không tiếp. Dạ, dạ, đúng. Nói như thông cảm thì bây giờ. Thông cảm. Còn lại là thông cảm. Dạ. 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 Rồi nếu như mà không có cái độ tuổi nào trong 4 cái tuổi mà Hậu yêu cầu như vậy đó thì, dạ. Thì ở vậy luôn hả? Dạ chắc ở vậy. Đời giờ không nó nhiều khổ nhau. Mình lấy nhau. Ở vậy rồi có chịu được không vậy? Cũng cố gắng nhiều thôi. Hả? Thì cố gắng nhiều. Cố gắng nhiều à? Em chịu được là chịu được hơn 38 năm rồi đó. Chịu được hơn 38 năm rồi. Còn chịu thêm 38 năm nữa sao đó. Cũng được. Chị nhờ thôi anh. Nào bây giờ có được, vẫn không có được. Thế rồi. Dạ. Chứ đừng có đặt nặng vấn đề. Mà mỗi khi đặt nặng vấn đề là cái đau đầu. Đau đầu hả? Dạ. Mà đau đầu là mình khổ, chứ ai khổ đâu. Bên mình khổ đâu. Đưa mình khổ à? Nên gì cứ vui cơ cả. Nhưng mà bây giờ này hỏi này. Dạ. Về nhiều khi á, lâu lâu cãi nhau cho nó vui cũng được. Dạ. Hay là về mà hàng năm dài phía sau đó mà không có bóng dáng phụ nữ thì cái nào buồn hơn? Cái nào khổ hơn? Nói chung thì an thân nên suy nghĩ cho kỹ này. Dạ. Là hàng năm không có phụ nữ thì cũng vậy thôi. Mà có thì vui chứ mà lần cãi nhau thì vấn đề vừa trong là cãi nhau là có đó. Nhưng mà cãi nhau vừa phải thôi chứ đừng làm nhấn đâu là nói nhau. Không, bởi vì hỏi Hậu là như thế này. Dạ. Hỏi câu đó đó, ví dụ như là bây giờ á có cô nào đó thương thì nếu mà không có đúng tuổi thì nhiều khi mình lấy về thì chủ yếu là do hai vợ chồng thôi chứ cái tuổi tác nhiều khi nó cũng đâu có nói lên điều gì đâu. Dạ, có. Có hả? Dạ. Thà như vậy mà mình có người tối tối tâm sự cho nó đỡ buồn. Chứ đang còn hơn là sống mình vậy mà không có ai này kia kia nọ thì nó đâu có vui. Dạ, yeah, thì anh mới là bây giờ em cảm ơn anh. Nhưng mà em muốn được, em là không thể lấy bừa được. Có được, không được, không bừa. Dạ, bừa về khổ. Nhưng mà khổ cho mình nữa, khổ cho người ta nữa. Dạ, khổ cho mình, khổ người ta. Đồ bình hoàn ra rồi, đại con này bình hoàn này, cái thứ này, nó cực lắm. Như anh mong năm là khổ rồi. Nhiều bộ thêm khổ là thì càng khổ hơn. Mình cho mình nói như là cho nó chưa theo mặt mãi thành một hiệu đó thì nó em
Ok, vậy thì là anh chốt lại như thế này. Dạ. À, tuổi Dần. Dạ. Tuổi Sửu. Dạ. Tí. Dạ. Và Hợi. Dạ. Thì hãy tới với Hậu. Dạ. Còn lại. Dạ. Là thôi. Dạ, cũng ha. Không có. Ừ. Đúng không? Dạ, dạ. Rồi. À, và trong độ tuổi là từ 25 đổ lên. Dạ. Và 40 đổ xuống. Dạ, dạ. Ừ. Dạ. Vâng, đó kính thưa quý vị, thì những gì Hậu tới đây chia sẻ thì các chị, các em, các cô, các chú cũng đã nghe. Thì sau ngày hôm nay Thành Nguyên sẽ gửi cái thông điệp này. Thì nếu như các chị em nào mà có đồng cảm, có thương yêu Hậu thì Thành Nguyên sẽ làm cái nhịp cầu nối dùng cho Hậu cũng như là các chị, các em. Rồi có như thế nào thì anh sẽ thông báo cho Hậu hay ha. Dạ, dạ. Rồi cuối video thì Hậu có điều gì muốn gửi gắm tới cho các chị em một vài điều không? Dạ thì cũng có, nhưng mà cuối video thì nói chung là trước mắt là chúc anh Thành Nguyên với các chú cô, các chú các bác luôn luôn sức khỏe, và chúc các chị em phụ nữ luôn luôn yêu đời, cứ vui vẻ lên. Bye bye. Vâng, đó kính thưa quý vị, thì những gì Hậu chia sẻ thì quý vị cũng đã nghe. Rồi sau ngày hôm nay Thành Nguyên sẽ gửi gắm những cái thông điệp này tới cho các chị, các em, các cô chú, các anh chị đang xem đây. Rồi quý vị có muốn góp ý kiến thì có thể để lại comment ở phía dưới nhé quý vị. Còn bây giờ thì Thành Nguyên phải nói lời chào tạm biệt quý vị, và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành cùng Thành Nguyên trong những video mà Thành Nguyên đã đăng tải lên. Còn bây giờ thì Thành Nguyên phải nói lời chào tạm biệt quý vị, và kính chúc cho quý vị thật là nhiều sức khỏe nhé quý vị. Rồi, ok Hậu ha. Yeah. Yeah. Yeah.